Phú Quốc của ai vậy ta? Trời. Yeah. Cả cái đảo Phú Quốc là của tao đó con. Chết tôi rồi. Đóng tía đi. Mình bao nhiêu vậy anh Lý? 2.000 có ghi số nè. Cái gì 2.000 ghê vậy? Ủa mày nghĩ bây giờ có tiền rời vô Phú Quốc của tao được à? Cho em nợ đi. Mày nợ thuế hả? Nợ thuế là tao tính bạc 20. Bây giờ mày đăng 2.000, 20 vô là 2.400. Mày muốn trả một lần hay trả góp? Trả góp là sao? Mày trả góp 12 vòng. Một vòng tới mày trước khi mày lót xuất sắc là mày trả tao 200. Đủ 12 vòng là 2.400. Ồ vậy còn nếu mà trả một lần? Trả một lần bây giờ vòng này tao cho mày nợ à. Cái vòng sau mày trả tao 2.400. Mắc hơn vậy, ghê vậy. Thôi. Đâu mắc hơn, cũng 2.400 thôi. Thôi vậy chạy góp đi, mỗi lần chẳng ít. Giờ mày đưa tao 200. 200. Rồi. Cảm ơn nha. Lấy tao. Rồi nhưng mà chơi cờ thôi mà tính toán quá. Mày vô duyên quá mày. Bây giờ doanh nghiệp con kia nó phá sản kìa. Tính bằng cái đầu của tao, mà tính không lợi người ta đó, không nói mày không. Rồi tính được chừng nào giàu? Gần rồi. Mà đâm 1, 2, 3, 4, 5. Giàu dữ chưa? Giàu mà giàu tù á. Em biết anh Lý sao bị vô tù luôn rồi. Sao? Cho dây nhận lại. Anh là cái cổ quá mà. À, gì cái này gọi là gì? À, uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò vò lên cây. Người ông tay áo nuôi báo trong nhà. Dê già thì măng mọc. Hay quá. Đúng rồi. Cá mới khen mày mấy câu mà con tự đè. Cho hay. Mày câu nè. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cấu đùi. Ba nhộp lưới chín cúi đầu quá. Chắc mày cũng không hiểu câu đó đâu. Cũng ghê bà. Hả? Ờ mày có thấy điện thoại tao không vậy? Ủa là sao nữa vậy? Nhưng điện thoại tao mất tiêu rồi. Ủa mới thấy, mày thấy đây mà. Có kịch hay để xem rồi. Là mi hai cha đồng thánh nhau vậy? Ủa anh mới phọt mát điện thoại cho mày mà. Hả? Nè rồi đổi mật khẩu vô wifi lại nha. Ôi đúng là anh cá, chỉ có anh cá giúp được em á. Cảm ơn anh cá nhiều nha. Mốt bớt vô coi mấy cái phim. Biết thôi có gì để em xây cái tài khoản premium của em cho anh nha. Coi thì coi nhưng mà đừng có nhấn vô mấy cái link bậy bạ giùm cái, nó hack hết tiền đó. Trời em bỏ tiền em mua tài khoản xịn mà sao hack được, tại buổi xui thôi. Lý nó gửi em link, ai biết link gì đâu. Cảm ơn anh cá, em đi trước nha. Mốt có coi mấy cái 512 ghi tay tình giống vậy nè, coi đã hơn. Có chịu thì chứ. Ờ ha. Đúng không ta? Ừ. Rồi con mày. Ủa chứ anh không nhớ là anh nhờ em chụp hình hả? Rồi anh Tình. Anh Tình chụp quảng cáo hả? Chứ sao? Anh tạo dáng kiểu khác đi. Ý là rồi, nó okay. Phải diễn lên. Hạ thấp người xuống xíu để thấy cái bọc, cái chân kỳ quá. Chứ mày kêu tao hạ thấp người xuống. Thì anh coi vậy nè, hạ một chân thôi. Mày hạ cái này tao... Chân xuống quyền hả mày bị... Thế là bên cái cây này nó không đẹp mà. Là giờ sao ngồi vậy đúng không? Đưa cái chân ra. Đưa cái chân ra. Đúng rồi. Mình phải khác người ta chứ. Tao thấy như vậy là tao thấy tao giấu một chả rồi đó. Rồi, ok rồi. Như mặt là kỳ quá không, cái thế này kỳ lắm. Thế này tao gửi hình cho bồ tao, nó chửi tao á. Nó tưởng tao làm trò á. Thì làm trò bồ nó vui rồi chứ. Rồi, mày đừng có chỉ dán nữa, mày dừng ở cái chuyện chụp hình thôi được rồi. Rồi, nhắm mắt lại tận hưởng nè. Rồi cái tay, đổ cái tay đi. Đổi sao? Cái tay đụng vào một cái mặt, đúng rồi. Rồi, đụng, ok. Cảm giác nó hơi nữ nha, tao cảm giác nó hơi nữ nha. Anh nghĩ vậy thôi chứ người ta chụp với bông phải vậy nhẹ nhàng chứ. Rồi, vậy được chưa? Rồi, okay. Cái này nam nè. Rồi. Đẹp nha, quay qua đây chút xíu, mở mắt lên, mở to lên, nhìn thẳng vô ống kính nè. Dừng. Sao vậy? Mày dừng, mày đứng yên. Mày mới kêu tao làm cái gì? Chụp hình. Không, cái câu chuyện này vừa nãy luôn. Nhìn thẳng vào ống kính. Ống kính tao đâu? Ống kính nè. Tao thấy nguyên cái tay mày luôn đó, mày đưa điện thoại đây coi. Rồi mày chụp chưa? Ủa sao nó đen thui vậy? Mày che ông nội tao vậy thì lấy gì mà lấy hình tao? Người ta chụp hình là người ta để vậy nè. Mày che vậy nãy giờ tao nghi mày rồi, mày có biết làm không? Em đâu biết, tại em dẹp đi, thấy nó đẹp. Dẹp đi, đi ở chỗ khác. Đi, tao tự sướng, đi. Thôi để em chụp lại cho. Không, go out. Thấy chưa, đuổi người ta đi nữa, người ta xin cơ hội thứ hai rồi mà không cho. Mày có chụp hình cho nó hả? Có chứ, đẹp lắm. Đẹp cái đầu của mày vậy, mày che hết camera chụp chỗ nào đâu. Thì em xin lại cơ hội thứ hai rồi. Nhiều khi biết mày vô tao bị mất điện thoại á. Thôi. Khỏi nhìn. Đừng nhìn tao ánh mắt đó, tao tự kể.
sao được chưa ừ. không tình hình là không ổn lắm rồi Tình ơi. Sao vậy? Trong này chụp thì được nhưng mà kiến cắn tao quá. Trời ơi, chịu khó chứ đi, bạn có hình đẹp bạn gửi cho bồ bạn, bạn khen bạn hay tao khen lại mày? Mày tưởng tượng tao đang canh giày rồi, cái chuẩn bị bấm cái kiến cắn cái tao xuống đây, cái nó cái góc nó kỳ lắm. Đâu kiến cắn đâu? Nè đây đỏ nè. Rồi đây nè. Lanh lắm con, nước miếng mà trị được kiến à. Ê chứ sao, tao chét vô cái là lát hỏi cho mày hết ngứa á. Nước miếng mày vô trong chân. Chị chịu khó chụp thêm vài tấm đi. Nè chụp nè. 1, 2. Gì? Sự quyết là nhỏ nào? Bộ tao với nhỏ nào? Bộ kìa. Anh nghe nè em. Sáng giờ chưa kìa, đi ăn sáng luôn á trời. Em muốn ăn gì, gà rán hả? Ờ để anh ship qua cho. Rồi. Ok. À hai cánh gà, hai đùi gà nha. Rồi chụp tiếp đi. Chưa ăn sáng rồi dắt thì tụi ra ngoài mua hủ tiếu ăn đi. Lẹ đi. Đăng hình nữa, tới giờ rồi. Cái góc này thấy luôn cái hoa này, lấy hoa không? Lấy chứ. Lấy hả? Lấy cây không? Lấy luôn. Lấy cái mặt mày không? Lấy chứ ông nội mày khủng mà, mặt tao không lấy, lấy gì? Tao thấy cái gì trong này tao hỏi luôn. 3, 2. Đồ nữa. Mày kêu đi ăn gà rồi đòi hoài vậy? Anh nghe nè. Ừ rồi, tới anh đặt gà cho. Uống trà sữa nữa hả? Ăn đồ chiên uống trà sữa mập á. Ủa đâu nó dở. Rồi trà sữa. À ok. Rồi đợi anh tí. Rồi nè. Một lần nữa thôi nha. Ok một lần nữa thôi. Một lần nữa là tao đập cái máy rồi, luôn. Rồi. Cái máy mày chứ không phải máy tao. Rồi lẹ đi, năn nỉ. Ê tao nghĩ ra cái thế hay lắm. Thế nào? Mày ngồi thấp xuống xíu. Thấp xuống. Ừ cái chân mày đưa ra. Mày chen vô trong não. Thằng kia nó làm, nó chỉ tao mới thấy y chang mày luôn. Thế đó tao chụp cho nó mà. Nó kỳ lắm ba, nó rất kỳ luôn. Mày thôi mày xuống. Rồi được rồi, được đó. Tao biết thấy rồi, khác nào rồi. Sao? Chụp từ trên chụp xuống nè. Ừ trên xuống đi. Nè 3, 2, 1 chụp. Trời ơi. Đâu? Cái háng này vòng tròn nè. Nè. Anh nghe nè bé. Rồi tối nay 6 giờ. Sao? Dậu qua luôn hả? Ủa nhưng mà anh chưa đặt đồ ăn, qua chợ em đi ăn luôn. Được. Thôi vậy thôi, được, để anh xíu. Ok. Cảm ơn nha. Ủa vậy xong rồi đó hả? Nhớ chưa? Sweet. Thấy mẹ rồi em để quên cái điện thoại nhà bạn gái em. Nó đó. Thấy mẹ rồi con Đào mới lên. Chết mẹ. Thôi. Thấy người ta. Nhìn cái cảnh nó đi, đò lại của nhìn lực ha. Đúng là phải có động lực con người ta mới lực. À, lực là lực bất tòng tâm đó. Chơi tiếp. Này, có không? Có vô. Em còn chứ. Bây giờ anh lý ở tù lâu đi rồi em. Đâu thì tao ra tù chứ. Vẫn chưa được ra. Cái tội đó ở lâu lắm á. Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba anh em tình lý luôn tranh